Chăm sóc khách hàng là một trong những cái nghệ thuật rất là quan trọng. Và tại sao chúng ta cần phải chăm sóc khách hàng? Bởi vì là gì? Nếu như chúng ta chăm sóc khách hàng, chúng ta tập trung, chúng ta khai thác và tạo ra những cái khách hàng trung thành, sẽ khiến cho khách hàng đấy mua đi mua lại nhiều lần và tạo ra một cái giá trị cốt lõi, tạo ra một cái dòng thu nhập từ những cái khách hàng cứ tái tiêu dùng, mua đi mua lại. Thế nên là ở đây chúng ta cần phải có một cái khâu chăm sóc rất là kỹ để khách hàng họ tái tiêu dùng, họ mua đi mua lại, và chúng ta có thể bán thêm cho khách hàng đấy rất là nhiều những cái sản phẩm về phía sau. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta làm một cái giải pháp, chúng ta giống như là một cái người trợ lý tiêu dùng, chúng ta sẽ bán tất cả những cái sản phẩm mà khách hàng cần. Chúng ta không phải chỉ có bán đúng một cái sản phẩm là khách hàng mua lần đầu, mà chúng ta còn bán cho con họ, cho chồng họ, cho bố mẹ, cho họ cho mọi người trong gia đình của họ. Nói chung là họ cần cái gì chúng ta bán cái đấy. Thì bây giờ chúng ta phải có một cái phương pháp, một cái nghệ thuật. Thế thì ngay từ đầu á, em đã nói rằng là khi mà chúng ta đi tư vấn thì chúng ta phải đặt ra những cái câu hỏi sàng lọc ở cái bài phía trước. Thế thì từ những cái câu hỏi sàng lọc này, chúng ta biết được rằng vấn đề của khách hàng đang gặp là như thế nào, hoặc khách hàng đang ở đâu, và chúng ta đã tư vấn cái gì cho khách hàng rồi, chúng ta đã hỗ trợ cái giải pháp nào cho khách hàng rồi. Thì khi mà chúng ta chăm sóc thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng hiểu được và nắm bắt được cái tình hình của khách hàng, rằng là mình đã tư vấn cái giải pháp này trong vòng thời gian như thế này và cần khoảng tầm bao lâu thì khách hàng họ sẽ giải quyết được vấn đề. Thế bây giờ chúng ta chỉ cần vịn vào những cái giải pháp mà chúng ta đã lựa chọn để tư vấn cho khách hàng, để chúng ta chăm sóc thế thôi. Và khi mà chúng ta đã có giải pháp thì chúng ta cứ vịn vào cái sườn đó để chúng ta hỗ trợ cho khách hàng theo thời gian. Ví dụ như ngay khi mà chúng ta chốt sale thì nó sẽ có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu là trước khi chúng ta chốt đơn. Trước khi chúng ta chốt đơn thì chúng ta cần phải xây dựng cái profile, xây dựng cái thương hiệu. Chúng ta phải chỉnh chu về mặt hình ảnh. Cái hình ảnh của chúng ta nó phải sáng, và chúng ta sẽ tập trung đăng những cái content giống như những cái bài mà Mai Hậu đã huấn luyện cho các anh chị đó. Content thì chúng ta đăng bài theo xu hướng là kết quả, chúng ta xây dựng hình ảnh nó chuyên nghiệp, chúng ta sẽ hình ảnh đẹp mắt, chúng ta đăng những cái điều tiêu cực, chúng ta sẽ có thể comment bài viết của khách hàng, chúng ta sẽ tương tác với những cái bài viết của khách hàng, chúng ta có thể khen khách hàng đẹp quá, xinh quá, ví dụ như thế, để chúng ta có thể tương tác và gợi nhớ người ta nhớ đến mình, để mà người ta biết rằng là Mai Hậu có một cái sản phẩm có thể phục vụ cho họ, và họ chưa có mua bây giờ, nhưng mà sắp tới nếu mà họ có nhu cầu hoặc là họ sử dụng hết những cái sản phẩm kia, những cái sản phẩm họ đang dùng thì họ sẽ mua thì sao. Và ở đây thì mình phải xây dựng cái profile. Cái thứ hai là mình phải có những cái kịch bản để mình có thể tư vấn cho khách hàng, mình có thể tiếp cận họ bằng cách là livestream hay là bằng những cái cách marketing không đồng, ví dụ như tặng quà để bán hàng. Thì trước khi mà mình chăm sóc thì mình phải có rất là nhiều những cái yếu tố để mà mình có thể làm, các anh chị. Đó, rất là nhiều nha. Nên là mình lưu ý là mình học đầy đủ những cái phương pháp bán hàng mà Mai Hậu đã chia sẻ ở những cái phần trước, để mình có thêm thật nhiều những cái kỹ năng. Và ở đây là nó sẽ có, Mai Hậu sẽ trọng tâm là sau khi mà mình chốt đơn thì mình sẽ chăm sóc như thế nào để mình sẽ tiêu dùng cho khách hàng, và mình sẽ có thêm thật nhiều những cái đơn hàng từ những cái khách hàng mà mình đã bán. Thế thì ngay khi mà mình chốt đơn thì mình nhớ là gì? Sau khi mà mình chốt đơn xong thì sẽ có những cái đơn hàng họ sẽ cần thời gian là 3 đến 4 ngày để người ta nhận. Thì mình sẽ follow cái hành trình đấy, và mình sẽ nắm bắt được là cái khoảng thời gian này mình cần phải follow để mình giảm thiểu được cái quá trình bị bom hàng từ khách hàng. Bởi vì nếu như mà mình không chủ động chăm sóc mà mình cứ phó mặc cho những cái đơn vị giao hàng như giao hàng tiết kiệm hay là giao hàng nhanh, thì chúng ta sẽ không có đảm bảo được rằng là khách hàng có nhận được hàng hay không. Nhiều người chốt đơn xong là bỏ mặc luôn, là không biết khách hàng của mình đã nhận hay là chưa nhận. Thì mình lưu ý là mình phải chăm sóc ở đây. Mình có thể làm thân, làm quen, mình có thể chủ động. Ví dụ như cái đơn hàng đấy mà lẽ ra là khoảng tầm 2 ngày mà người ta nhận được hàng ấy, thì mình sẽ, mình thấy là 3 ngày, 4 ngày mà người ta chưa nhận được, thì mình sẽ chủ động là chị ơi, không biết là chị nhận được hàng chưa, mà sao đợt này em thấy gửi lâu quá, chị chịu khó nha. Em thấy là nó đã giao đến chỗ này rồi, nên là chị chịu khó, chị chờ giúp em nha. Thì cái việc mà chúng ta chủ động nó sẽ khiến cho khách hàng họ hài lòng hơn cái việc là họ cảm thấy ủa sao mình mua cái sản phẩm này mà lâu quá, tự nhiên mình quên đi, mình không nhớ.
để khách hàng mà đặt hàng của mình rồi xong người ta quên nhưng người ta không nhớ thì rất dễ để xảy ra những cái trường hợp như là bom hàng nha. Nên là mình phải luôn luôn nhắc nhở khách hàng, mình luôn tương tác cái bài của họ trong quá trình mà mình bán, và mình có thể tâm sự tỉ tê với họ trong cái quá trình mà người ta chưa nhận được hàng. Và trên cái app Dropy á, thì nó có một cái phần gọi là cái theo dõi đơn, thì các anh chị sẽ theo dõi ở trong cái này, trong cái đơn hàng này, các anh chị biết là đơn hàng nó đã đến đâu thì mình sẽ theo dõi để mình thông báo cho cái khách hàng đó biết rằng là cái đơn hàng đã đi đến đâu rồi. Và sau khi mà mình nhìn thấy khách hàng đã nhận được hàng thì cái việc của mình là gì? Ngay lập tức có một cái cuộc gọi, gọi cho họ: chị ơi, chị nhận được hàng rồi đúng không? Thế thì là bây giờ em sẽ hướng dẫn cho chị cái cách sử dụng nhé. Chị pha nó như thế này, chị dùng nó như thế kia này, và khi mà chị dùng á thì chị sẽ lưu ý cái chỗ này giúp em, và chị thấy sao? Ok không? Ngon không? Em nói mà, em chỉ bán những cái sản phẩm chất lượng thôi. Nếu như mà chị pha sai thì chị pha lại nha. Ví dụ như vậy, mình sẽ xuất hiện kịp thời khi mà khách hàng họ làm sai, hoặc là họ làm tốt thì mình khen, còn họ pha sai thì mình hướng dẫn cho họ lại. Như vậy á thì tránh đi những cái sự comment của khách hàng, những cái sự tiêu cực của khách hàng đấy. Và sau khi mà ngay lần đầu khách hàng sử dụng thì 3 ngày sau các anh chị gọi, ví dụ như chị ơi, chị dùng 3 ngày rồi, chị thấy sao? Ok không? Chị có dùng đều không? Chị thấy tình hình nó như thế nào? Chị có ổn không chị? Rồi ví dụ như là đợt trước đó mình đã nắm được cái tình hình của khách hàng rồi, thì mình sẽ hỏi là: chị ơi, cái tình trạng táo bón của chị sau 3 ngày là em thấy là nếu như theo cái liệu trình thì nó đã ổn rồi, chị thấy ổn hơn chưa? Dạ ổn hơn rồi ạ. Dạ chúc mừng chị nha, em sẽ tiếp tục em follow và em sẽ chăm sóc cho chị trong thời gian tới. Em đảm bảo với chị là em chỉ bán những sản phẩm chất lượng thôi. Rồi khoảng tầm là 7 ngày sau khi mà mình bán, 7 ngày sau khi khách hàng sử dụng, mình lại gọi tiếp: chị ơi, 7 ngày rồi tình hình của chị thế nào? Em luôn ở bên cạnh chị, em luôn ủng hộ chị và em luôn hỗ trợ cho chị, nên là em cũng phải theo dõi cái tình trạng của chị xem tình hình thế nào rồi, chị thấy ổn không? Và khi mà chị dùng cái sản phẩm này thì chị thấy nó có cái gì nó thay đổi không? Nó có cái gì không hài lòng không? Nếu mà không hài lòng thì để em sẽ có thể hỗ trợ cho chị để mà nó tối ưu. Thế thì ok chị nhé. Và cái tình hình của chị như thế thì em thấy là nó cũng cải thiện sơ sơ rồi chẳng hạn. Rồi 15 ngày sau chúng ta gọi, chúng ta chăm sóc, chúng ta hỗ trợ cho khách hàng và chúng ta đặt ra những cái câu hỏi để khai thác cái vấn đề của họ. Ví dụ như là có nhiều người gặp những cái sai lầm, ví dụ như mình gọi cho khách hàng, mình chăm sóc, mình không biết nói gì hết. Mình nói là chị ơi, chị dùng sao rồi? Thì khách hàng nói là chị cũng chưa có xài. Thế thì là chị xài đi nhé, xong rồi cúp máy. Thì như vậy là không đúng. Mình phải cần nhắc nhở cho khách hàng, ví dụ như: chị ơi, chị dùng sản phẩm chưa? Chị chưa dùng chị dùng sớm đi. Em thấy cái tình trạng của chị mà dùng sớm nó sẽ đạt được hiệu quả sớm. Nên là trong quá trình chị dùng thì lúc nào cũng có em. Tối nay chị dùng luôn đi nhé chị. Hoặc là ví dụ như: em ơi, chị đưa cho bố mẹ chị xài cái này, bữa giờ chị cũng chưa có để ý. Chị ơi, thế thì chị về chị dùng thử đi. Em muốn là chị dùng để chị trải nghiệm, để chị cảm nhận. Sau đó em sẽ hỗ trợ tối ưu cho chị. Và cái sản phẩm này chị nên pha chế nó như thế này thì là ngon nhất nè. Pha chế nó như thế kia thì là ngon nhất nè. Chị dùng thử đi, rồi em sẽ liên tục hỗ trợ cho chị. Và khi mà chị dùng thì có gì không hiểu hay là có vấn đề gì thì bảo là em. Bữa sau em lại gọi tiếp để em hỏi thăm tình hình của chị nha. Đó, thì chúng ta sẽ tạo ra những cái câu hỏi, những cái sự gợi ý để mà chúng ta khiến cho khách hàng họ dùng cái sản phẩm của mình và mình có cơ hội để mình chăm sóc cho họ về lâu về dài. Sau đó khoảng tầm 20 ngày, 30 ngày thì mình liên tục mình hỏi thăm và mình hỏi rồi mình làm quen, làm thân. Ví dụ như: chị ơi, chị dùng sản phẩm của em hai mấy ngày, chị thấy sao? Chị thấy tốt không? Chị thấy tốt đúng không? Em là em chỉ bán những cái sản phẩm tốt cho chị thôi. Thế thì là không biết ngoài những cái vấn đề này thì chị còn gặp vấn đề gì nữa không? Ví dụ như là: chị có ngủ ngon không? Ở nhà thì chị có dùng cái gì để chăm sóc da? Chị có thể dùng thử một số những cái sản phẩm ở bên em. Nói chung em bán toàn là những cái sản phẩm xịn thôi, nên là chị yên tâm nhé. Thì cái làn da của chị đang gặp vấn đề gì? Thì chúng ta lại tiếp tục đặt ra những cái câu hỏi, hỏi thăm, khơi gợi những cái nhu cầu của khách hàng, những cái vấn đề của khách hàng, những cái câu hỏi sàng lọc tiếp theo để chúng ta tìm hiểu những cái nhu cầu mới, những cái vấn đề mới, và chúng ta có thể chốt đơn, chúng ta có thể upsell từ một cái khách hàng. Và cái quy trình chăm sóc khách hàng thì nó sẽ từ cái lúc mà trước khi chúng ta chăm sóc, trong khi mà trước khi chúng ta bán,
Trong khi chúng ta bán thì chúng ta cũng thường xuyên là quan tâm hỏi thăm, chia sẻ động viên, và sau khi mà chúng ta bán thì chúng ta cũng sẽ chăm sóc liên tục, và chăm sóc nó sẽ gắn liền với những cái câu hỏi sàng lọc, với những cái vấn đề của khách hàng, và tập trung vào những cái vấn đề để chúng ta cùng nhau giải quyết. Sau khi chúng ta giải quyết được một số những cái vấn đề của khách hàng rồi, chúng ta sẽ đến những cái công đoạn khai thác thêm, upsell thêm. Đó, thì cái hành trình bán hàng nó rất là đơn giản như vậy thôi. Và các anh chị cần phải chăm sóc và gắn liền với những cái vấn đề của khách hàng, với những cái nhu cầu của khách hàng. Bởi vì sao? Một cái người á, mà bán hàng, bán những cái sản phẩm tốt không bằng một người tư vấn tốt là vậy. Nếu như chúng ta không tập trung vào những cái vấn đề của khách hàng để chúng ta khai thác và chăm sóc, chúng ta sẽ vô tình, ví dụ như có những cái khách hàng họ còn len vì họ chưa hiểu về cái cách pha, về cái cách sử dụng, nhưng mà chúng ta không có mặt kịp thời thì như vậy họ sẽ còn len đến cái sản phẩm của mình, vô tình nó ảnh hưởng luôn đến cái tâm thái của mình. Ví dụ như không biết là cái sản phẩm này có chất lượng hay không, nhiều khi mình mông lung với cái sản phẩm của mình luôn. Nhưng mà nếu mà chúng ta chăm sóc tốt cho họ theo đúng cái liệu trình mà cái sản phẩm mà mình đề ra, theo đúng như những cái gì mà nhãn hàng hướng dẫn, thì em tin rằng chúng ta sẽ có những cái giải pháp tối ưu cho khách hàng và sẽ hiệu quả dành cho khách hàng. Chúc các anh chị sẽ chăm sóc khách hàng thành công.